Đây mới là kiểm cắt. Đây thầy nè. Đây đây nè. Đó đó đó. Để lên đi em focus với chứng minh cho bạn nha. Em đã mới focus xong. Chỉ là cái chốt bi. Rồi, ok. Hơi bị rung. Ok, phải được rồi. Nhiều quá. Không cần lâu quá.